Những công đoạn cuối cùng trước các bạn giao xe về với chủ mới, đây là chiếc Mitsubishi Outlander bản Premium 2018, mới chỉ lăn bánh có 18.000 km thôi. Xe này bữa trước em đi mua xe ở Vĩnh Long và có bot video mua trực tiếp tại nhà chủ xe. Và khi xem video thì chị Nguyên và anh luôn quyết định đặt cọc online. Và hôm nay hai vợ chồng bay từ Bình Định vào để nhận xe. Và sau khi xem một phát là anh chị phun tiền và chạy xe về luôn. Cảm ơn luôn và chị Nguyên rất là nhiều ha. Người trẻ mà mua xe rất là quyết đoán. Chụp với anh chị tấm hình kỷ niệm anh chị mua xe nhanh gọn nên làm bao nhiêu người tiếc nuối con xe này rất là đẹp anh chị anh luôn và chị nguyên đã theo dõi kênh của em rất là lâu rồi và hôm nay thấy thì chiếc xe đẹp quá ưng ý và giá cả rất là hợp lý vừa với tầm tiền và nhu cầu sử dụng của anh chị nên anh chị xem một phát là quyết động chuyển cọc online liền Cảm ơn chị rất nhiều ha Và khi mà anh chị mua xe bên em thì Cũng như bao nhiêu người khách hàng khác Được bên em đảm bảo tuyệt đối về mặt chất lượng và pháp lý của xe Nên cái đó thì anh chị yên tâm ha Và bây giờ anh Luân và chị Nguyên thì sẽ chạy xe về Và đợi bên em rút gốc thì sẽ đi sang tên Khi mà anh chị mua bên em thì bên em sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý để cho mình luôn và Anh chị yên tâm về mặt pháp lý ha Và sau đó bên em là ô tô xuyên Việt nha anh chị Tôi là số 46 GS4 Anh chị thêm thích xe nào alo chương nha